Alo, em hả? Gửi file liền cho chị, đáng lẽ phải có từ tối hôm qua rồi, 10 giờ chị gặp khách rồi. Ok, chị cho em 30 phút nha, 30 phút á. Alo em, cái hợp đồng sao không gửi cho khách? Nó sai ở điều khoản 27 với 33, em chỉnh liền rồi gửi liền cho chị. Nhanh lên nha. À không, em đưa cho sếp ký trước rồi em gửi qua cho khách hàng. 10 giờ chị họp rồi đó, nhanh lên nha. Chị! Chết rồi chị, chết rồi. Cái gì chết, cái gì chết? Chị! Em bình tĩnh lại, cái gì chết? Sao mà chị mặc đồ đổ quét vậy? Sao chị, chị mặc vậy là chết người rồi. Ai chết? Người nhà của công ty sếp lớn mà đời, ở bên công ty Hồng Lam á. Nhưng mà sếp trình cử chị đi qua chi bộ. Nhưng mà chị ơi, em quên nói với chị. Xin lỗi chị đừng la em nha, em quên. Mấy giờ? Dạ 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ. Ờ, em gọi cho ông khách của em ra đưa cho chị. Em cảm ơn sếp. Đi đi. Dạ, cảm ơn sếp. À, mời em vô. Dạ, sếp tìm em có gì không ạ? Dạ, ồ, cái mùi trong phòng của sếp có cái mùi gì nữa? Mùi nước hoa của sếp á, anh xịt á, anh xịt toàn thân và toàn phòng cho nó thơm. Nó thơm thiệt. Thơm mới mùi chứ. Dạ. À, sếp tìm em có gì không ạ? À, vừa mới từ Hà Nội bay về là tìm em liền á. Dạ. Ồ, sếp về tối hôm qua, nay sáng rồi sếp. Wow, ý anh nói là anh về vô công ty là anh tìm em liền. Dạ, à, sếp có gì nói nhanh nhanh, cái mùi nước hoa của sếp làm em lân lân á. Thơm ha, thơm. Thơm thiệt. Ra là họ không có gì để nói hết á, kêu tới để tâm sự thôi. À vậy em phải làm việc với ban tài chánh á, nên tí nữa mình ăn trưa mình nói chuyện luôn hả sếp? Dạ sếp. Sếp. Được. Bị gì sếp, em bị gì sếp? Không có, anh coi cái da em nó có phù hợp. Trẹo tay em sếp. Coi cái da em có phù hợp với mỹ phẩm của anh mua không? Mỹ phẩm cao cấp đắt tiền, anh mua Hà Nội về làm quà cho em. Em phải cầm hai tay mới cầm nổi á sếp. Cứ coi đi. Dạ, mà coi hai tay mới được á sếp. Cảm ơn sếp ha. Dạ, cảm ơn sếp. Nhớ xài nha, đồ xịn á. Dạ. Chị đi đâu hả? Sếp Trình gửi cho tụi em nè. Mỹ phẩm á. Em cảm ơn chị. Chị, cái này mắc tiền lắm á. Em mơ ước lâu rồi mà em không có tiền mua. Thôi đi cô, chia ra mà xài nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời ơi, đẹp quá nè mấy đứa. Đẹp quá à, cho em được không? Cho em nữa. Là của chị. Thôi, bây giờ mình đi ăn cái gì? Đi ăn đi, rồi ăn xong hả chị chia cho. Đi ăn cháo đá bát đi. Hay ha cô. Tôi nói nha, mai mốt tôi mà lên sếp hả, tôi đuổi cho chị cho biết. Em thấy ăn bình thường cũng ngon. Đi. Hello. À,
Chào sếp. Ủa, khách hàng của mình đâu sếp? Khách hàng bận, không có tới. Vậy chắc mình phải đi về hả sếp? Không, em cứ ở đây đi. Coi như là mấy ngày qua anh đi công tác, em ở nhà em làm việc phụ anh, mệt mỏi rồi. Coi như ngày hôm nay anh bù đắp lại cho em ha. Nè, em nhìn coi, bó bông này đẹp không? Nó xứng đáng là của em đó. Đẹp. Đẹp lắm. Em nghĩ là có người xứng đáng hơn em. Em có một bất ngờ dành cho sếp. Đợi em chút nha. Mày đặt bất ngờ nữa. Chị xin lỗi em nghe. Tại kẹt xe quá cho nên là chị mới tới trễ như vậy. Ủa, chồng. Ngạc nhiên ghê luôn đó. Dạ, không sao đâu chị. Ủa, không hiểu sao tự nhiên có nến nè, rồi có cả những cánh hoa hồng rơi lả tả nữa. Tại sao vậy hen? Em đâu có biết gì đâu, thì tại vì sếp kêu em làm gì em làm đó rồi. Nhiệm vụ là em đưa chị tới đây gặp sếp thôi mà. Chị cảm ơn em. Không sao đâu, chị có tới trễ một chút cũng không sao đâu. Tại vì sếp em đợi chị cả đời còn được mà. Đúng không sếp? Đúng rồi. Anh hay càng ràm lắm, tại em không biết thôi. Thôi, giỡn đó chứ thương lắm, thương vợ lắm. Em xin phép về trước nha, chúc hai người vui vẻ nha. Cảm ơn Liễu đã giúp anh nha. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm, bất ngờ ghê. Chồng này thiệt tình á, già đầu rồi cứ làm trò hoài hả? Vợ đang phải kiểm soát cảm xúc, nếu không là xỉu luôn á. Thôi đừng có xỉu, vợ không có già đâu nghe. Trong mắt anh lúc nào vợ cũng thanh xuân như ngày đầu hết. Chỉ có một mình anh là già thôi. Cho nên anh luôn luôn phải tạo những cái sự bất ngờ này cho vợ đừng có chán anh á. Chồng, phun nước miếng nói lại. Vợ không có thích nghe chồng nói về bản thân chồng như vậy nghe. Chồng quên ngày xưa chồng nói gì với vợ hả? Hạnh phúc của chúng ta đó là được thấy nhau già đi. Chồng già, vợ cũng già, hai đứa cùng già, bên nhau suốt đời này. Thôi thôi, có rượu nè, uống đi. Nhớ uống ít ít thôi nha. Uống nhiều xỉn rồi, quậy người ta chịu không nổi đâu. Coi như hôm nay là kỷ niệm ngày cưới sớm ha. Chồng đó, chồng thương vợ như vậy, làm sao mà vợ chán chồng được.